Xin kính chào các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị Ở tập trước của phần 9 Khang Lang Thang chúng ta biết rằng Khang đã quay trở lại trường để tiếp tục học thạc sĩ Và tất nhiên là những cái chuyện ma quái kinh dị thì vẫn trời buông thả anh Khang đụng độ với hai mẹ con nữ quỷ ở trên tầng 10 của trường đại học Và anh em hãy để ý tên của phần này nhé Chiếc gương đoạn đầy Ta cũng nhận thấy rằng hai mẹ con nữ quỷ đã chùi vào chiếc gương vỡ ở trên tầng 10 Vậy thì chiếc gương đóng vai trò gì ở trong câu chuyện này? Hãy cùng đón xem tiếp. Khang lang thang phiêu lưu ký phần 9 Chiếc gương đọa đầy tập 2 Tối hôm đó Khang mới theo lời mời của thầy mà đến ký túc xá của trường xem văn nghệ trung thu. Ký túc xá nằm ở đường 351 Lạc Long Quân. Nó lọc thỏm vào một con đường nhỏ. Nhìn chung cũng rộng và ấm cúng. Đêm hôm đó buổi biểu diễn cũng thành công tương đối tốt đẹp. Khang cũng tính dạo quanh một vòng ký túc xá để ôn lại kỷ niệm, nhưng một câu chuyện đã làm cho kế hoạch của anh phải thay đổi hoàn toàn. Thoáng đưa mắt nhìn lên dãy C nơi có dãy phòng của nữ đang ở, Khang nhìn thấy có hai bóng dáng nữ sinh áo trắng đang đứng ở trên cao mà nhìn mình. Bằng con mắt tinh tường của một người trong nghề, nên anh nhìn là biết ngay hai cô ấy vốn không phải là người mà lại là hai con màn nữ. Điều lạ là lần này Khang cảm nhận là hình như hai cô gái này muốn thông báo cho Khang một cái điều gì đó. Anh cứ thế mà theo cầu thang leo thẳng lên tầng 4 của dãy C. Đoạn sau lên tới nơi thì hai cái bóng áo trắng đó đi ra sau mái hiền của dãy phòng rồi biến mất. Khang cũng lần mò theo sau nhưng mà lại chả thấy gì cả. Chỉ thấy trước mặt mình là một đống góc xê xù chiêng khô mực các loại của chị em còn phơi la liệt ở đó và mấy hoàng hồn vội bỏ chạy ngay, kẻo người khác thấy anh đứng ở chỗ này, lại nghĩ rằng anh là biến thái, chuyên đi trộm đồ lót nữ về làm của riêng thì khổ. Nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi được, chuyện của ngày hôm nay rốt cuộc là như thế nào. Vừa bước xuống cầu thang, Khang mới vừa lầm bầm mà chửi. Má cái trường gì mà toàn là ma với quỷ không vậy trời. Ở từ hồi sinh viên tới giờ không năm nào mà không gặp, đúng là hết nói nổi mà. Đến gần cuối chương trình khi mọi người đã ra về hết gần một nửa thì bắt đầu có chuyện lạ xảy ra. Đột nhiên ở trên lầu 4 lại phát ra hàng loạt tiếng hét thất thanh của những người nữ sinh ở đó. Tiếng thét to lành lói làm cho ai cũng phải giật mình. Khang và tất cả mọi người ở dưới đều ngơ ngác không hiểu rằng có chuyện gì đang xảy ra. Cho... cho đến khi. Chết! Có người chết! Có người treo cổ chết rồi! cả sân trường như lặng im, khang với các chú bảo vệ liền chạy lên trên đó để xem thử, vừa chạy đến phòng mở đèn rồi nhìn vào bên trong thì thấy có hai nữ sinh mặc áo dài trắng đã treo cổ chết tự bao giờ. Cũng có một vài kẻ hiếu kỳ liền chạy lên xem thử, bác bảo vệ liền canh ngay cầu thang mà đuổi xuống hết ngày, chỉ có khang cùng một vài người lên hiện trường sớm nhất nên được giữ lại. Anh thanh niên bảo vệ trẻ tuổi lèn mới lên tiếng mà nói. Ai ai chết, mau cắt dây đưa hai cái thi thể này xuống ngay. Mọi người thì đều cảm thấy sốc và choáng váng khi mà chứng kiến hai cái xác người đang treo lơ lửng ở trước mặt mình. Khang đi quanh một vòng xem thử, nhìn kỹ khuôn mặt của cả hai người thì lần này cậu mới nhận ra. Khang giật mình một cái, đỡ người vội lùi ra sau vài bước, trong lòng thầm nghĩ. Chính là hai cái vòng nữ khi nãy, không thể nào, không thể nào như thế được. Nghĩ là như vậy thôi Chứ Khang dám chắc chắn 100% Đây chính là thi thể của hai người họ Cái điều cậu cảm thấy lạ Là vì sao lúc nãy linh hồn của họ Lại ra tín hiệu cho Khang lên đây Coi chẳng là muốn cho Khang thấy hai cái xác chết của mình Nhưng mà Khang vẫn tản nhiên Mà mặc tình đi xuống Nhìn vào khắp cơ thể của họ Thì bây giờ Khang lại thấy có điều khác đáng lo hơn Hai thi thể đang treo lơ lửng Bây giờ đột nhiên ngày một tím tái lại tốc độ nhanh đến nỗi không kịp trở tay. Tóc và móng tay của họ dần dần rụng xuống, khắp người mạch máu bị vỡ ra đen ngòm, gân xanh nổi lên đầy khắp tay chân, cực kỳ là kinh dị. Khang mới liền mở mắt âm dương ra để kiểm tra thử, thì nhìn thấy trên trán của hai người họ xuất hiện một chữ tử viết bằng hán tử. Nó cứ nhấp nháy liên tục và tỏa ra cả quỷ khí quay xung quanh bỗng hai sợi dây cột hai cái xác tự dưng mục dần rồi đứt hẳn họ ngã ầm nằm vật vờ xuống nền khắp miệng ọc ra máu đen làm cho ai nấy cũng hồn kinh khiếp vía cơ thể của hai nữ sinh đó đã chuyển từ màu da người sang tím rồi sang hẳn đen hai tay đã dần dần cử động trở lại khảng mới hốt hoảng nói với mọi người đừng không được đem cái xác xuống đây mọi người lập tức tránh ra xa ngay là cương thi đó anh bảo vệ nghe vậy nhìn khang mà cười diễu kết thẳng có tí mà cũng sợ chắc là hai con bé này tự tử cách đây cũng hai ba ngày nên xác nó mới tim đèn lại như vậy thôi chứ có cái gì đâu khang cũng chẳng biết nói làm sao cho đến khi một giọng nói khác lên tiếng không là là thanh mai bạn của cháu đó Chắc chắn là nó chỉ mới chết đây thôi Khi chiều tụi, tụi cháu còn đi ăn cơm uống nước nói chuyện cùng nhau mà Nhưng mà tại sao nó lại làm như vậy chứ Cô gái vừa nói vừa khóc một cách thề thảm Khang mới lại nhanh chóng bồi thêm Không lý nào mà một người vừa chết có vài tiếng Mà thân xác đã tím đen như vậy Đó là cương thi Xác nó không bốc mùi thối Không có dấu hiệu phân hủy kia kìa Hai anh bảo vệ mới quay ra sau đẩy Khang ra khỏi phòng Rồi quát lên Thôi thôi mày cút ra chỗ khác hộ tụi tao cái Mày bị ảo phim lâm trách anh à Cưng thi nào ở đây Ăn nói hàm hồ Coi chừng tao đấm như mấy cái bây giờ chứ Thế là Khang bị đuổi ra khỏi phòng Nó vừa tức vừa cay cú Miệng thì không ngớt Mà lầm bầm chửi thề Khốn kiếp thật Nói mà không nghe Lát lỡ có chuyện gì thì đừng có mà kêu cứu ở bên trong phòng thì anh anh bảo vệ đã đứng canh hai cái xác nằm đó rất là nghiêm ngặt. Bỗng đột nhiên hai cái xác đó đứng phát dậy, hai tay mọc đầy móng vuốt, đôi mắt đỏ ao vô hồn đầy sát khí. Hai con cương thi lồng đèn đó lao đến tấn công hai tên bảo vệ bố đời khi nãy. Hai gã co cẳng mà chạy, miệng thì hớt hải kêu to. Trời má ơi, bớ bà con làng nước ơi, người người chết biết đi, người chết biết đi kìa. Khang ở dưới cầu thang nghe vọng xuống tiếng kêu cứu của hai người bảo vệ. Biết chắc là có điểm nên nó vội phóng lên một mạch từ dưới lên tới cái chỗ phòng cũ. Nhìn thấy hai con cương thi đang giật ba bốn người chạy thục mạng. Khang mới móc dài lá huyết phù rồi khấn. Mao sơn quỷ môn chấn yêu sát quỷ phù khai. Hai lá bùa cứ thế mà được ném tặng vào người của hai con cương thi. Bọn chúng chúng phải bùa, khắp cơ thể đều nổ lên những cái tiếng nổ lép bép lập tức chúng dừng lại không đuổi theo nữa thay vào đó là bắt đầu giống lên cực kỳ là giận dữ khang hồ tỏ đánh tiếng đây đây sang bên này này nói rồi cậu chạy vụt tới đón lại hai gã bảo vệ cùng với hai người khác lạ mặt vừa bị hai con cương tì đuổi dí nhân lúc còn chút xíu thời gian linh phù còn tác dụng thì khang đã nhanh chóng chộp lấy cái lư hương cắm nhàng để ở trong phòng rồi rắc cho nhang thành một vòng tròn quanh hai con cương thi Vòng tròn cho nhang nó giống như một cái kết giới để chuyên giam giữ những linh hồn hay quỷ quái chuyên đi hại người. Nhưng mà khốn nạn ở chỗ là công dụng của nó không có bền. Hay nói thẳng ra là còn rất ít thời gian hiệu lực. Lần này đến lượt khang đẩy hai người bảo vệ này xuống cầu thang rồi dặn. Đã bảo nó là cương thi rồi mà không chịu nghe. Xuống dưới cành cầu thang cho tôi đi. Không được cho ai lên. Cũng đừng có báo công an. Họ không giải quyết được cái chuyện này đâu. Kẻo trường lại mang tiếng thì mất công. Gọi thầy cô đến đây làm chứng cả đi Nhanh lên Vòng cho sắp hết tác dụng rồi Hai anh bảo vệ để cứ y lời mà chạy xuống Khang cố móc toàn bộ các túi trong người ra xem thử Nhưng mà khốn kiếp ở nỗi Là cậu chả còn đem theo lát bùa nào nữa Đồ pháp bảo Kiếm gỗ đào Ấn trưởng môn Hay là bình hỗn độn cũng đều không Trước mặt là hai con cương thi Đang điên cuồng cào cấu vào vòng kết giới yếu ớt để thoát thần Long hồn ở trong người Khang mới cất tiếng chủ nhân lần này thì cậu phải tự lực cánh sinh rồi tôi không thể nào đánh vào cơ thể của một người phàm trần được bởi như vậy là phạm vào thiên luật cậu đành phải tay không dùng quyết chú mà đối địch đi thôi đúng là bây giờ khang chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện về chiến đấu với hai con gừng thì lồng đèn bằng tay không điều này thì quả thật là khó nhằn bởi các phép thuật chỉ sử dụng bằng chú pháp quyết và ấn quyết thì cậu chưa được dành giọt cho lắm. Từ trước đến nay Khang chỉ toàn phụ thuộc vào bùa. Có khi mỗi trận đánh cậu tiêu tốn tới mấy chục lá. Và sau trận chiến như vậy thì mỗi lần về nhà họa bùa rất là mất sức cũng như là rất mất cầu. Bây giờ thì Khang đã bị tước hết gần như toàn bộ sức mạnh. Dù là đạo hạnh của cậu cũng thuộc hạng cao nhưng mà chắc lần này phải đối địch với hai con cường thì trùng đẳng như thế. Chắc cũng khó mà toàn vẹn trở về. Khang mới hừ lạnh rồi đáp lời Thế thì để tôi đánh vậy Chắc là sau vụ này phải về học hành lại cho đàng hoàng tử tế rồi Cũng đúng vào lúc đó Thì vòng kết giới làm bằng cho nhang cũng hoàn toàn hết tác dụng Hai con cương thi lông đen cứ như chó giữ mới vừa được thả xích vậy Bọn chúng dẫn sổ liền nhào tới ngay Toàn tấn công lấy mạng Khang Anh mới nhanh chóng luồn sang một bên Một tay bấm chỉ quyết tay còn lại bấm pháp quyết miệng thì liên tục đọc chú pháp để gia trì đoạn sau thì kết hai tay lại làm một rồi tung trưởng đánh tới một lượt miệng khai lệnh hô to mao sơn pháp môn thập nhị tinh tú khai mao sơn quỷ môn thập nhị hắc hỏa xuất luồng lực đạo mà khang trưởng tới bao gồm nguồn năng lượng của 12 hai chòm sao trên bầu trời được đốt bằng 12 ngọn lửa ở dưới địa ngục đòn công kích thì có âm có dương có tiền có địa đầy đủ Long hồn thoái khí Long hồn khoái khí lộn mình trong ngực mà kêu lên Hay, hay lắm chủ nhân Chẳng qua là cậu lười thôi Chứ cậu còn có thể hai tay vận ra hai loại pháp thuật khác nhau cơ mà Cố gắng lên, thêm nữa đi Luồng trường lực đó bắn thẳng vào người của hai con cương thì Một tiếng nổ ầm cực lớn phát ra Phần nền nhà cũng có rung động nhẹ nhẹ Do dư chấn ép vào Đủ để biết là đòn này mạnh cỡ nào làn khói mập mờ dần dần tan ra khang và long hồn chẳng còn thấy hai con cương thi kia ở đầu nữa mà thay vào đó chỉ còn lại hai bộ xương người bị đánh cho gãy ra từng khúc rồi nằm la liệt ở dưới nền khang mới đưa hai tay lên rồi nhìn nó ngơ ngác tự hỏi cái đòn công kích hỗn hợp này thật sự mạnh như vậy hay sao mọi chuyện đã xong rồi à long hồn nghe vậy tỏ ý ngờ vực mới liền đáp ngay không thể nào mà dễ dàng như vậy đâu Dù gì tụi nó cũng là cương thi lông đen Không thể nào mới sau đúng một đòn mà đã tan tành như vậy được Cẩn thận còn có tình tiết bất ngờ ở sau Nghe vậy nên Khang vẫn cực kỳ tập trung Chú tâm quan sát thật là kỹ hai bộ xương đó Đoạn tầm gần một phút sau thì ở dưới có tiếng vọng lên Pháp, Pháp sư ơi, thầy đánh xong chưa đó Khang quay xuống đáp Bẻ bé cái mồm thôi Tôi còn xem xét đã, Xem đã an toàn hay chưa Đợi đó Nói rồi Khang tiến chậm chậm lại chỗ hai bộ xương Từng bước từng bước thật là thận trọng Không gian thì im phăng phát Yên ắng đến độ có thể nghe thấy từng tiếng bước chân Khang Đang di chuyển ở trên nền Khang tiến thêm vài bước nữa Thì long hồn đã kéo anh giật ngược trở về sau như muốn ngã rồi một chiếc phi tiêu ám khí âm độc từ trong hai bộ xương phóng tảng tới chỗ của Khang. Nếu không nhớ có lòng hồn hộ thể, chắc giờ này mũi ám khí đó đã găm chặt vào tim của anh rồi. Lòng hồn mới thở mạnh kêu lên. Đấy, cậu thấy chưa? Tôi bảo có sai đâu. Nhìn đi kìa. Khang vẫn nhìn chăm chú vào hai bộ xương đen. Từ từ có thể nhận ra, hai bộ xương đó đang dần dần chuyển động hình như là những cái mảnh xương này có ý thức có trí nhớ chúng tự động lắp ghép lại thành một bộ xương hoàn chỉnh từng cái vết nứt đoạn gãy khi nãy bây giờ đã lành lặn hoàn toàn thậm chí là chúng đã biết đổi thành một hình dạng hoàn toàn mới rồi khang nhìn thấy hai bộ xương đen đứng sừng sững trước mặt mình mà mắt chữ o mồm chữ a miệng thì hát toạc ra ấp ớ lần này lần này là hắc cốt yêu Hai con hắc cốt yêu bây giờ còn đáng sợ hơn hai con cương thi khi nãy. Xét về thực lực thì có thể cao gấp 3 đến 4 lần. Trong tay Khang lại chẳng có lấy một tấc sắt để phòng thân. Long hồn cũng chép miệng miễn cưỡng động viên. Thôi đành vậy, cậu cứ đánh đi, tôi sẽ hỗ trợ chủ nhân hết mình. Hôm nay phải kết liễu được hai con cốt yêu đó, bằng không thì cả trường này rắc rối to. Dường như là không còn sự lựa chọn nào khác, Khang đành liều mạng tiến lên tấn công. Long hồn thì cũng dùng long khí hậu thần để giúp cho Khang có một tấm lá chắn bảo vệ trước những đòn tấn công của địch thủ. Khang chắp hai tay lại thành hỏa ấn rồi mới hồ. Tình hỏa thủ quyết đánh. Cứ thế thì Khang lao vào mà sát đá cả với hai con cốt yêu, vừa đánh cậu vừa chú ý xem thử điểm yếu của bọn chúng nằm ở đâu. Hai con cốt yêu cũng liên tục công kích trả đòn. Bàn tay xương sầu của nó vụt xuống Phát nào là đều có thể nghe được tiếng gió rít lên phát đó Khang luồn lách cố né ra một bên Đòn công kích đánh xuống song sắt cửa sổ Thì cái song sắt liền bị méo ra một bên Đánh vào thành lan càn Thì cả thành lan càn bị nứt vỡ Sức mạnh có thể nói khó lòng mà chống cự. Khang chỉ có thể né được vài chiều Chứ chẳng thể nào né được mãi Biết là như vậy nên anh mới liền chạy xuống cầu thang kiếm chỗ thoáng đáng để mà đánh tiếp. Vừa chạy thì vừa hô to. Tất cả mọi người mau tránh cả ra. Nó không phải là xác chết nữa rồi. Nó là cốt yêu, là cốt yêu đó. Bảo vệ, các thầy cô giáo cùng với một vài sinh viên còn sót lại cũng há hốc mồm khi mà chứng kiến cảnh hai bộ xương đen đang đuổi đánh một cậu thanh niên lạ mặt. Khang phi thẳng từ lầu 2 xuống đất Cậu ép hai đầu tay thành như hai nòng súng rồi bảo Đành liều vậy Bắn thử vài viên xem có gây được tí sát tường nào không Thiên ca chỉ thuật khai Dứt lời khang bắn hơn 10 phát địa đạo phép Vào người hai con hắc cốt yêu Bọn chúng trúng đạn ngã từ lầu thang Xuống thẳng tầng hai xuống đất xương cốt lại vỡ ra thêm mấy đoạn nữa Mọi người cố hé mắt ra nhìn Thì hai bộ xương đó tiếp tục tự lắp ghép lại Rồi trở về nguyên dạng như cũ Cả đám thấy vậy mà hồn vía thất kinh, cứ thế co giò bỏ chạy. Đến những thầy cô đứng tuổi đôi phần cũng vẻ ớn lạnh, đến sờn cả da gà, vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh hai cốt biết đi. Khang cố đẩy họ ra khỏi tầm tấn công của hát cốt yêu, vừa phải tấn công ngược lại để trả đòn. Vừa đánh thì Khang vừa gắt. Mọi người đứng ra xa, mau chạy ra ngoài hết cả đi, để tôi ở một mình ngăn cản bọn chúng. Ấy vậy mà họ vẫn không hề sợ hãi, các thầy theo sự chỉ dẫn của thầy quyền nhanh chóng giúp khang dùng lưới rồi giang ra tóm gọn hai bộ xương di động kia mọi người cứ ngỡ là đã thành công chỉ có khang là ngày càng gào một to hơn trời ơi tránh ra chết hết cả lũ bây giờ lưới đó làm sao mà chói được hai con cốt yêu vùng dậy bung người một cái thì mảnh lưới lớn nó bị xé tan tành thành cả trăm mảnh nhỏ kình lực còn hất ngã hết thầy cô văng ra bên ngoài Long hồn trong người thấy vậy liền lên tiếng Cứ đánh như thế này Thì cho dù cậu có giết được bọn chúng bao nhiêu lần Thì bọn chúng cũng sẽ là hồi, hồi sinh lại bấy nhiêu lần mà thôi Chắc chắn là có hồi sinh phục ma trận được bố trí quanh đây Có kẻ nào đó đã bày ra trò này Khang gần giọng mà đáp Gì cơ Đứa nào mà giành quá vậy trời Đừng có để ta bắt được Chứ nếu không lúc đó thì cho có nước là lột da nó ra trên giòn rồi đem chấm với từng ớt thì đừng bảo sao mà xui long hồn cũng nói thêm thật ra là hai con cốt yêu này tôi thừa sức đối phó dùng long hòa cũng có thể thiêu dụi được một chúng nhưng ngặt nỗi là ở đây quá đông người cho nên tôi không tiện xuất hiện thêm nữa nếu mà phun lửa ở đây thì cháy mất cả cái ký túc xá này mất Khang tiếp tục đỡ những cái đòn đánh như trời giáng của hai con cốt yêu Hình như là trong đầu nó vừa nhảy số được điều gì, nó mới liền quay sang các thầy cô mà nói. "Các thầy cô, mau đưa hết sinh viên ra khỏi ký túc xá nhanh, em sẽ chặn hai bộ xương khô này lại. Đây là chuyện của giới đạo thuật nên các thầy cô cũng không giúp được gì đâu. Làm theo lời em nói đi, nhanh lên." Sảng viên cùng với ban bảo vệ ký túc xá theo lời Khang chỉ dẫn mà làm ngay. Lần lượt những sinh viên cuối cùng cũng được đưa ra khỏi ký túc xá. Khang mới dùng chỉ thuật bắn thêm liên tiếp hơn chục phát nữa để đẩy lùi hai con cốt yêu ra xa. Tận dụng cái khoảng thời gian đó, nó bắt ấn niệm phép ngay. Thử cái này xem sao, hy vọng là sẽ thành công. Mao Sơn Pháp Môn liên thông tâm ý thuật khai. Ngay lập tức, Khang nhắm mắt lại cố tập trung hết cỡ. Khang đang cố kết nối với Thủy. Thủy Mập thì đang ở nhà chơi game. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng của Khang vàng lên rất là rõ. Mập, mập, cứu tao mày ơi Thụy mập giật bắn cả người rồi mới đáp Mày về rồi đó à Mở cửa đi, vô đi chứ Tao có khóa đâu Về cái đầu mày chứ về Tao đang ở ký túc xá trường mình nè Mày mau đem hết toàn bộ đồ nghề của tao tới đây lẹ lên Nhanh lên Chứ không tao sắp bị đánh chết tới nơi rồi Nhưng mà mày Ủa, ủa, alo, alo Dứt lời thì chẳng đợi cho Thụy kịp đáp Thì Khang đã mở mắt ra kết thúc liên kết Nó thở hồn hển mà bảo Dáng cầm cự Cho đến khi thằng mập kia đem bùa đến Sau đó mình sẽ dùng bình hỗn độn Để hút hết bọn này vào trong Vậy là được Tới đây đi hay Lần này thì Long Hồn có thể thấy Khang đã biết ứng biến hơn trước rất là nhiều Đánh thì có tính tán trừ toàn Bài bản Chứ không phải kiểu máu chiến Một bất một còn giống như ngày trước Long hồn cũng cố gắng trợ công mà đáp Chủ nhân Dùng long khí của tôi mà đánh đi Hàng lông chảo xuất Khang cũng nhanh chóng vận khí Chuyển long khí Thành hai món chảo thủ đeo trên tay Ở cái khoảng dân rộng lớn bây giờ Chỉ còn có các cô thầy trong trường Và Khang ở đó Một cô liền lấy điện thoại gọi về cho thầy Minh phó khoa Ông ta nghe miêu tả lại câu chuyện Thì chỉ ừ Và báo sẽ tới ngày vừa cúp máy cũng chính là lúc mà bao nhiêu hồi ức trong ông cũng dồn dập ùa về chỉ biết nhào mắt và chép miệng than thở không lẽ cái vụ án c 403 năm đó lại tái hiện rồi hay sao khang vẫn đang giao chiến cực kỳ là quyết liệt với hai con hắc cốt yêu từ nãy đến giờ đã gần 15 phút rồi mà chưa thấy thằng thụy đầu Nói bực dọc mà gắt cái thằng mặt lợn kia có chết dẫm ở nhà hay không Mà sao đến giờ vẫn chưa thấy tới chứ Vừa dứt lời thì Thụy Mập Cũng từ bên ngoài sấn sổ chạy vào Nó quăng cái ba lầu lớn Cùng thanh kiếm gỗ đào cho Khang Rồi vừa thở vừa chửi Bà nội cha mày chứ Tao bị mấy thầy cô trường mình với bảo vệ ngoài kia chặn cửa không cho vô Tao phải móc ra cả đống bùa làm chứng Thì họ mới cho tao vào đó Mày coi có đủ hay chưa Trời má Cái gì mà ghê dữ vậy ta Thụy nhìn thấy hai bộ xương to đùng Xém tí nữa muốn đứng tìm mà chết Một thầy gần đó may vừa kịp cầm tay nó kéo mạnh ra Ở ngoài tiếp tục chạy vào thêm một giảng viên già Tuổi đã hơn 60 Ông ta nhìn thấy Khang lưng đeo ba lô Tay cầm kiếm gỗ đào Đôi mắt mở trừng trừng ra hướng về phía trước Khang mới siết chặt thành gươm, tay lấy ra hai đạo sát quỷ diệt yêu phù, nó gầm giọng mà quát. Còn mẹ em tụi mày Coi từ lần này tụi mày còn ăn hiếp tao được nữa hay không Mao sơn phù môn Sát quỷ diệt yêu phù khai Diệt yêu trận lập Mọi người mới thấy Khang cầm bùa lên Rời gào thét như một thằng khùng Nhưng mà chẳng thấy có gì xảy ra Chỉ có Khang, Long Hồn, Thụy và Thầy Minh kia Mới có thể thấy được Hai đạo phù một cái thì biến thành một đạo hào quang tím Bào lấy thành kiếm gỗ đảo của Khang một cái thì kêu gọi ra một vùng trận pháp nhỏ nhỏ cứ bay lơ lửng trên đầu hai con cốt yêu khang mới được kiếm lên ngang mặt mình dùng hai ngón tay miết mạnh lưỡi kiếm từ dưới lên trên anh hào quang tím loá lên một lượt cậu khẽ Khàng bảo lần này thì coi thử chúng mày có chơi xếp hình lại được nữa hay không vô ảnh kiếm pháp xuất khang lướt tới thật nhanh vận kinh lực cùng đạo thuật vào trong thành kiếm nó tung đường chém liên tiếp cả trăm nhát vào người của hai con hắc cốt yếu Lần này thì các thầy cô mới sáng mắt ra vì tốc độ tấn công của Khang quá mau lẹ khiến cho họ cũng không thể nào quan sát rõ được. Đó chỉ là dưới con mắt bình thường chứ còn thấy Minh với Thủy thì lại nhìn thấy rất là khác. Lời kiếm của Khang sáng lên ánh tím của hào quang. Từng bộ di chuyển là lướt của cậu đều lể lại 4 năm tàn ảnh ở sau trông cực kỳ là sống động từng cái nhát cắt đường kiếm đều hiện lên thấy rõ. Kiếm ảnh vùn vụt lướt tới lướt lùi, nhìn mà chẳng thể nào rời mắt. Hai con cốt yêu cứ vùng tay đá trần loạn xạ để trả đòn, nhưng mà chẳng thể nào đánh chúng được Khang. Về hình dáng vừa cao lớn vừa lều khều, thì đó cũng là một điểm bất lợi cho bọn nó. Nếu mà muốn né tránh được những đòn tấn công, có tốc độ còn nhanh gấp hai lần, tốc độ của âm thanh. Khang đi một mảnh 108 bộ của một thức trong vô ảnh kiếm pháp rồi lướt lại thật nhẹ nhàng về vị trí ban đầu. Cha gươm nhẹ nhàng vào vỏ, khang mới chậm chậm đếm. Một, hai, ba. Rồi khắp người hai con cốt yêu hiện lên chi chít cả trăm đường chém vào cơ thể nó. Cứ mỗi bộ mà kháng bước qua thì sẽ chém đến bốn năm nhát liền hồi. Từ vết chém đó xương của chúng dần dần nứt toạc ra, từng tiếng nổ lép bép Tiếng răng rắt gãy xương cứ vang lên và cũng vừa dứt ba tiếng đếm thì cả hai con cốt yêu đều nổ tung ra tàn tành. Khang mới thở phù đầy mệt nhọc, Long Hồn vội bấu ngược anh một cái rồi kêu lên. Đã giết thì phải giết cho hết, không chúng nó lại hồi sinh bây giờ. Khang mới nhìn những mảnh xương tiếp tục đang rục rịch tìm lấy lẫn nhau để nối lại. Nó tùng ấn tín của Mao Sơn Trưởng Mô lên trời dưới mê hồ, Mao Sơn Quỷ Môn hỏa lôi đạn bắn. Cái ấn trưởng môn không rớt xuống đất mà cứ bay lơ lửng giữa không trung. Nó nóng dần rồi bắn ra tùng chùm tia lửa đỏ sực về phía những mảnh xương có ý thức đó. Lửa đốt xương cháy rồi còn bốc lên mùi khét của protein. Trong mắt những người không có âm dương nhãn, họ chỉ thấy tự nhiên những mảnh xương đó cháy rực lên rồi bốc khói nghi ngút cứ như không thể chứng kiến được những chùm đạn lửa bắn ra từ ân tín quỷ môn được. Khang thu ân tín về, nhìn đám xương cốt đang nằm la liệt giữa sân. Có cái vẫn còn đang cháy, nó lau nhẹ mồ hôi rồi cảm thán. Xong rồi, bây giờ thu lại toàn bộ mảnh xương đó rồi phong ấn lại. Cuối cùng là trôn xuống đất mà thôi, mọi chuyện đã được giải quyết. Khang mới chỉ buông ra xong những lời nói Thì những cái mảnh xương ở dưới lại tiếp tục mấp mé muốn nổi sinh trở lại Nó nhìn xuống mặt đáp Cái mẹ gì nữa đây Vẫn còn ngoan cố chảy cối à Nó lấy ra bình hỗn độn đặt xuống dưới nền Rồi để ấn tín trưởng môn vào trong Dùng âm hòa đốt một lá kim phù rồi mới bảo Coi thử hai đứa mày cứng đầu được đến khi nào Để tao dùng cối 182 ly bắn thử ra sao Mao Sơn Quỷ Môn hắc ma hỏa khai. Khang mới thả lá kim phù đang cháy vào trong bình hỗn độn. Nó vội lùi lại ra sau mấy bước. Bịt lỗ tai lại rồi chờ đợi. Mọi người thấy vậy cũng lật là đật làm theo. Bình hỗn độn bây giờ giống như một khẩu cối. Nó bắn cái ân tín trưởng môn lên trời. Rồi từ ân tín đó lại bắn là hàng trăm viên đạn ma hỏa nữa. Cơn mưa đạn lửa cứ thế chút xuống. Thầy mình liền níu vài khang lại hỏi. Này! Em làm như vậy lỡ cháy trường thì sao Khang quay sang thầy lễ phép mà đáp Dạ không sao đâu thầy ơi Lửa này là âm hỏa Không cháy được những vật thể không phải thuộc âm tính đạo thuật Thầy cứ yên tâm đi à, Thế thì tốt rồi Vậy thì chiều mai em có rảnh không Lên văn phòng khoa uống nước trà Thầy cũng có một vài chuyện muốn trao đổi với em đó Khang nghe tới bà chữ uống nước trà Nên cảm thấy hơi rén Thầy Minh nhìn nó cười nhẹ Rồi vỗ vai động viên Đừng sợ Em có phạm tội đâu Lại còn giúp trường diệt hai cái bộ xương ma ám đây rồi còn gì Thầy nghĩ là thầy có cái cần nên cho em biết đó Vì ở trong chuyện này Chắc chỉ có em mới giải quyết được mà thôi Trời cũng sắp sáng rồi Em coi về ngủ một giấc cho lại sức Rồi chiều lên văn phòng khoa gặp thầy nha Có ai hỏi thì cứ bảo là gặp thầy mình Thì họ sẽ cho lên mà thôi Thầy Minh vỗ vai Khang một cái, rồi cùng những thầy cô khác bước ra cổng đi về. Khang thì nhanh chóng thu lại cái bình hỗn độn. Từ mảnh xương bây giờ đã cháy trụi thành than. Nó nháy mắt ra hiệu cho thằng Thủy. Thủy cũng hiểu ý, vội lấy chổi quét lại những mảnh xương cháy đó, gom lại cho Khang. Đoạn sau đã gom lại đầy đủ, Khang nhét đống xương đó vào một cái bao ni lông đen rồi mới nói. "Thôi, về, tụi mình hết chuyện ở đây rồi." Mày sách phụ tao coi cái mập ơi Tao đánh đấm nãy giờ gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó Thủy mới tay Khang vác cái bao nì lông to tướng Nó quay sang Khang hỏi nhỏ Mày đem cái mớ cốt này về làm cái gì mày Lỡ mà bà chị Thảo biết là bà chửi chết luôn đó Khang đập vai thị mập rồi gắt Mày bé bé cái mồm lại coi Im đi chuyện này cứ để tao tính Hai bộ cốt này chiều tao đem nó đi phi tang rồi không có bỏ trong phòng lâu đâu mà mày sợ. Thế là hai thằng bắt Grab rồi chạy một mạch về phòng. Sinh viên sau khi nhận được tin ký túc xá không còn nguy hiểm nữa thì mọi người cũng dám quay trở lại phòng mình. Riêng căn phòng của hai nữ sinh viên tự tử thì không một sinh viên nào dám ở lại. Đó không phải căn phòng nào khác mà chính là căn phòng có số hiệu C403. Và tập 2 này đến đây là kết thúc mất rồi chúng ta thấy 3 tiếng đánh nhau mà chỉ có mình kể trong vòng có 30 phút thôi mà nó vẫn rất là gay cấn đúng không đồng lỡ khang lang thang không bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng và biết nói sao đây cái đoạn mà miêu tả mà khang mà 108 bộ pháp mà dùng kiếm chém em chém chém, chém, chém mỗi bộ pháp lại chém mấy đường mà nhanh hơn cả tốc độ âm thanh ấy đoạn thấy đấy tôi thấy tả hay thật mà nó cũng ảo thật sự ảo luôn ảo mà khang lang thang quá đi thôi và tập 2 này đến đây cũng là kết thúc rồi nếu anh em thấy hay đừng quên like và share. Thêm vào đó là nhớ subscribe đảo kinh dị ngay lập tức để đón xem những tập mới nhất của Khang Lang Thang Phiêu Lưu Kỳ nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.